Số xanh và sướng. Số các con sướng, không cần học hành gì hết, tương lai vẫn xanh vời vợi. Số nhỏ. Đây là ký hiệu gì? Dạ, không thuộc ạ. Dễ thế mà không thuộc, không điểm về chỗ. Hai sự lựa chọn. Muốn động vào cô ấy thì phải bước qua xác tao. Thật không? Hoặc đi vòng qua cũng được. Lời cầu nguyện chân thật. Cầu cho con có bạn gái chân dài, ngực bự. Cho con dài thêm 10 cm. Xin cho con cưới được đại gia. Cầu cho con hết hói. Những lời cầu xin của kẻ phàm nhân. Cầu xin phù hộ cho con. Đánh đô ta không gặp đồng đội ngu. Tỏ tình tinh tế. Tao lúc nào cũng ngồi cạnh mày thế nhỉ? Sao không? Vẽ đồ thị đều ra hết cái hình trái tim dư này là dư nào? Chả lẽ nhốt mẹ vào trong hoặc rồi hết cho ra nghiệp thì thôi. Tỏ tình bên ly cà phê đắng. Sao em hay uống đen thế? Em éo quen cho rượu vào cà phê anh ạ. Sao vậy? Có anh rồi vị ngọt của sữa chỉ là hư vô. Tỷ phú tạm thời. Anh đem theo nhiêu tiền? 100k. Sau nãy anh nói có 2 tỷ 100k mà. Thì hồi nãy anh có tờ vé số chưa sổ, giờ sổ rồi. What the fuck? What the fuck? Tình phí. Em gì ơi, đi chơi với anh nha. Dạ thôi, tốn tiền lắm đó anh. Trời, làm gì tốn nhiều em. Thì đi với anh bồ em thấy là anh tốn tiền chồng lại hàm răng. Điều cần thiết nhất. Em xong chưa? Đợi em make up tí thôi mà. Em biết là em không cần phải make up mà. Hi hi, ý anh là em để mặt mộc cũng xinh hả? Cái em cần chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Trời Phật phù hộ. Con cầu xin trời Phật đừng bao giờ để chiến tranh thế giới lần 3 xảy ra. Vì sao? Vì con yêu hòa bình ạ. Thưa không, 2 lần chiến tranh thế giới là đã quá nhiều cho môn lịch sử. Con cũng muốn. Con trai, mẹ muốn gặp bạn gái con lắm rồi. Con cũng muốn lắm mẹ à, con cũng muốn lắm.